Vừa qua, thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2020 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa trao tặng. Trong đó, ở hạng mục Giải pháp an ninh, an toàn cấp cứu, cứu nạn, thành phố được vinh danh với phần mềm quản lý hệ thống camera thông minh do Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng nghiên cứu và phát triển. Với các tính năng nổi bật như quản lý và theo dõi cùng lúc nhiều camera, quản lý vi phạm giao thông, truy vết phương tiện, tìm kiếm đối tượng dựa trên biển số xe, cung cấp tính năng phục vụ nhiều nghiệp vụ an ninh khác nhau như truy bắt tội phạm, theo dõi tìm kiếm phương tiện, đo đếm lưu lượng giao thông, phần mềm quản lý hệ thống camera thông minh được Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng phát triển với định hướng ngay từ ban đầu là tích hợp được nhiều hệ thống lớn, là một nền tảng mở, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và giúp thành phố chủ động về mặt công nghệ. Nó sẽ giúp cho thành phố có thể tích hợp nhiều cái hệ thống với nhau và nó cũng giúp thành phố có thể chủ động nguồn lực cũng như là phát triển các cái nghiệp vụ mà nó có tính chất đặc thù. Và thường những cái tính chất đó thì những cái phần mềm nước ngoài đó là khó đáp ứng được vì nó phải thay đổi theo cái hệ thống pháp luật cũng như là cái vấn đề văn hóa hay là các cái đặc thù riêng. Thành phố Đà Nẵng đã xác định mô hình kiến trúc tổng thể thành phố thông minh, tập trung vào 6 trụ cột và ưu tiên 16 lĩnh vực chuyên ngành, bao gồm quản trị thông minh, kinh tế thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh và công dân thông minh. Bên cạnh việc phát triển công nghệ sáng chế những phần mềm mang tính ứng dụng cao như quản lý hệ thống camera thông minh, thành phố Đà Nẵng hiện nay đang tập trung huy động nhiều nguồn lực để đảm bảo triển khai công nghệ hiệu quả, góp phần quản lý đô thị ngày càng thông minh và bền vững. Đối với cái việc xây dựng thành phố thông minh, cần làm sao rằng là phải huy động được sự đồng thuận của xã hội. Nếu huy động được sự đồng thuận của xã hội thì sẽ huy động được nguồn lực, trong đó có nguồn nhân lực và cái nguồn tài chính để bảo đảm cái việc triển khai công nghệ, đưa cái hàm lượng công nghệ vào để làm sao để rằng là quản lý đô thị một cách rằng là nó khoa học, làm sao để quản lý rằng là đô thị nó mang cái tính chất gọi là bảo đảm cái tính bền vững. Được vinh danh là giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn tiêu biểu cho thành phố thông minh năm 2020, phần mềm quản lý hệ thống camera thông minh tiếp tục ghi thêm dấu ấn mới trên chặng đường xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh công nghệ ngày một phát triển và được ứng dụng rộng rãi, thành phố thông minh chính là xu thế tất yếu. Sự ra đời của những phần mềm quản lý thông minh không chỉ góp phần cải thiện bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mà còn giúp tạo động lực để Đà Nẵng tiếp tục có những bước tiến nhanh, mạnh và vững chắc về xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.